Hello, xin chào các bạn. Mình Johnny Toàn đây. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một hộp mì trộn ở bên Nhật nó trông như thế nào nhé. Tối nay mình sẽ ăn mì trộn nên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem luôn. Ok, và mình sẽ quay ngược video nhé. Và đây là cái hộp mì trộn các bạn ạ. Giá của nó là 540 yên. Đây. 540 yên cả thuế, rơi vào tầm 90 đến 95 nghìn tiền Việt Nam một cái hộp mì như thế này các bạn ạ, hộp mì trộn ha. Và cách ăn thì mình vẫn như mọi lần bỏ vào lò vi sóng 4 phút với 500W và 1 phút 20 giây với 1500W. Bây giờ mình sẽ bỏ vào lò vi sóng và hâm nóng nó lên rồi mở ra cho các bạn xem bên trong nó như thế nào nhé. Và mình đã hâm nóng xong rồi, bây giờ mình sẽ bóc ra nhé. Thật là nóng lòng mà. Mặc dù bây giờ đã là 10 giờ tối rồi nhưng mà mình nghĩ là mình vẫn nên ăn một chút gì đấy rồi đi ngủ. Sáng mai 5 giờ mình sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình cuộc sống mà. Thơm quá. Thật là tuyệt vời. Ok, bây giờ mình sẽ quay ngược video cho các bạn xem được nhé. Trong này nó có gì? Các bạn mình ở đây chính là tô mì trộn đây các bạn ạ. Có hàn này, một chút thịt xay kèm với trứng này và rong biển nha. Giờ mình sẽ trộn đều nó lên rồi ăn nhé. Và mình mời các bạn ăn nhé. Sợi mì rất là mềm. Và mình cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.